Các bạn đã sẵn sàng chưa? Bây giờ chúng ta sẽ bơi qua bên kia sông. Ai bơi trước là sẽ có lợi thế, mà bơi sau là bị vướng dây là dễ chết ngạt nha. Rồi, bơi nào, swim. Bơi đàng hoàng, bơi thẳng về phía trước nè. Bơi thẳng về phía trước. Vô đước, ôm lên cây đước nghỉ mệt. Vô ôm đước, ôm lên. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Tập cân bằng nước nào. Thời này không dạy người làm tiên cá được nữa, dạy chó để cùng đi hoạt động môi trường thôi.